cập nhật các cái hướng dẫn về chẩn đoán và điều trị đột quỵ. để chúng ta cũng đã biết rồi, nghĩa là đột quỵ là gặp rất là nhiều. thế thì ở đây là các cái khuyến cáo các bạn đã trình bày. nha trong đấy thì tôi nói là đây là có khuyến cáo. xin lỗi. nha tôi xin điểm qua lại các cái khuyến cáo. nha đây là khuyến cáo bác sĩ yên cũng như là bác sĩ nga rồi bác sĩ thức rồi kể cả anh tuấn anh đã trình bày đây khuyến cáo 2011 có lẽ đây cũng là một trong một khuyến cáo cơ bản của rất là nhiều hội có asa này CCF này axa này rồi aann này rồi aans này, rồi cn rất là nhiều nha đây là một cái khuyến cáo rất lớn được rất là nhiều hội người ta chấp thuận rồi sau đấy thì chúng ta sẽ có cái khuyến cáo năm 2014 nha 2014 là khuyến cáo của ESVS. nha đây thì tác giả cũng rất là nổi tiếng là ông ông ông, ông Lipis, thì ông này là chủ biên của cái khuyến cáo này trong đó thì chủ yếu thì nói về vấn đề động mạch cảnh thôi và điều trị xâm lấn à, sang năm 2017 thì đây là cái khuyến cáo của một số anh chị cũng có nói đây là của ESVS khuyến cáo châu Âu về vấn đề xử trí sơ vữa ở đây anh chị lưu ý nhé là là sơ vữa của động mạch cảnh và động mạch đốt sống trong đó có động mạch cảnh động mạch đốt sống nhưng mà đó là sơ vữa À, rồi cái khuyến cáo đây có lẽ là cũng là khuyến cáo mới nhà khuyến cáo 2021 cái này cũng mới mới vừa uh, được ở uh, approve xuất bản ở trên mạng là um, public là nếu tôi không nhầm nó là public vào hôm tháng uh, June là hôm tháng trước đấy uh, tháng 6 uh, thì đây là cái khuyến cáo nói về vấn đề là prevention stroke nha mà mà với những cái trường hợp là bị stroke và bị TIA nghĩa là với những trường hợp bệnh nhân có triệu chứng cơn thiếu máu thông qua hoặc là là bị đột quỵ não thì chúng ta sẽ xử lý gì khuyến cáo này chỉ của hai hội thôi có của AXA và của ASA thôi được quay trở lại các cái mức độ khuyến cáo thì ở đây chúng ta đều nên nói rồi thứ nhất đó là vấn đề về chẩn đoán chẩn đoán thì trong chẩn đoán chúng ta lưu ý đó là vai trò lớn nhất là của Doppler của đốt lơ mạch chúng ta lưu ý là vai trò của Doppler lơ mạch rồi sau đó là đến là gì đó là của CTA và sau đó nữa mới đến là gì đến là của của MIA và sau đó nữa mới là gì là của DSA trong chẩn đoán hẹp của động mạch cảnh, những động mạch đốt sống mài sọ, à, đây là khuyến cáo 1a là chúng ta cần phải sử dụng những cái phương tiện này để chẩn đoán và sử dụng trong trường hợp nào thì chúng ta sẽ nói rõ thêm một phần sau. À, vấn đề thứ hai đó là cái khuyến cáo về vấn đề chỉ định để tái tưới máu. Nha thì chúng ta thấy là chỉ định khuyến cáo 1a đó là bóc lớp trong động mạch cảnh nha là khuyến cáo được chỉ định nha cho tất cả những cái trường hợp mà trên duplex xác định là bệnh nhân có bị hẹp động mạch cảnh và trên uh, uh, CTA cũng như là ở trên uh, ultrasound nữa là trên CT Nhờ những trường hợp này thì tôi là khuyến cáo 1A à, đối với những trường hợp mà bệnh nhân đặt stent nghĩa là đặt stent động mạch cảnh thì chúng ta được đánh giá theo khuyến cáo này người ta đã khuyên là đây là consider cho những trường hợp mà bệnh nhân có hẹp động mạch cảnh có chỉ định can thiệp thế tuy nhiên ở đây thì chúng ta phải lưu ý đây là một cái alternative nghĩa là một cái chỉ định thay thế cho những trường hợp mà không phẫu thuật được thì đấy là cái điểm mà chúng ta phải lưu ý thế còn về đánh giá mức độ hẹp của anh Tuấn Anh có nói đó có hai cái cách đánh giá mức độ hẹp hoặc là đánh giá theo Natsert hoặc đánh giá theo uh, cái tiêu chuẩn của Châu Âu thế thì uh, bây giờ thì phần lớn là người ta sử dụng theo là cái hội uh, mạch máu tai biến mạch máu não của Bắc Mỹ đó là Natsert Thế tuy nhiên nó xét thì thường thường cái mức độ hẹp nó sẽ là gọi là nó nó thấp hơn ở đây thì người ta quy định là đánh giá mức độ hẹp thì ngoài cái chuyện là chúng ta dựa vào CTA thì cái vai trò của siêu âm là hết sức quan trọng chúng ta nhớ là những trường hợp này có sơ vữa mạch cho nên là nếu chúng ta chỉ dựa vào cái chuyện CTA đôi khi chúng ta sẽ bị nhầm lẫn và với cái cái Doppler thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ dựa vào các cái sóng thì cái việc đánh giá phối hợp giữa hai cái nó sẽ rõ hơn À, cái khuyến cáo này thì là được của một cái tác giả rất là nổi tiếng là ông Naylor, ông Naylor là một cái ông muốn chuyên nghiên cứu về vấn đề động mạch cảnh với cái số lượng uh, của ông ấy là lên đến trên 10.000 trường hợp. À, vấn đề về chỉ định ngoại khoa, nha. Về khuyến cáo chỉ định cái này là tới hơn 90 cái khuyến cáo, nữa. nhưng mà trong này tôi chỉ lựa những cái khuyến cáo quan trọng nhất. Thì ở đây anh Tuấn Anh hồi nãy vừa nói rồi, nghĩa là với những trường hợp hẹp động mạch cảnh. Nhưng, À, có triệu chứng nhà bệnh nhân hẹp động mạch cảnh có triệu chứng mà trong vòng khoảng 6 tháng bệnh nhân hẹp từ 70 phần trăm đến 99 phần à, trăm chị à, chị Yên nói rất là rõ là những trường hợp mà tắc hoàn toàn đó, người ta không có chỉ định can thiệp nữa tại vì cái trường hợp này thì khi mà can thiệp cái lợi ích nó rất là ít cho nên người ta chỉ 70 đến 99 phần trăm thì người ta là khuyến cáo một a đó là bóc lớp trong động mạch cảnh cho những trường hợp nào cho những trường hợp mà có yếu tố nguy cơ đột quỵ cũng như là nguy cơ tử vong liên quan đến phẫu thuật dưới 6 phần trăm nha các anh chị lưu ý là nguy cơ phải dưới 6 phần trăm thì người ta mới thực hiện cái này nếu bệnh nhân có nguy cơ nhiều hơn nhớ thì người ta sẽ cân nhắc không làm cái chuyện đấy đấy còn vấn đề thứ hai đó là và cái khuyến cáo số 36 đó thì người ta thấy là với những trường hợp mà chỉ hẹp từ 50 đến 69 phần trăm nha 50 đến 69 phần trăm thì cái trường hợp này đó là khuyến cáo 2A Nhà cũng có thể can thiệp được với trường hợp là bệnh nhân có nguy cơ tử vong là dưới 6 phần nguy cơ tai biến dưới 6 phần trăm nhưng cái mức độ khuyến cáo nó xuống thấp hẳn còn có 2A thôi à, khuyến cáo số 37 thì ở đây thì cho thấy là với những trường hợp mà bệnh nhân trên 70 tuổi hồi nãy chị Yên cũng đã nói rất là rõ nên bệnh trên 70 tuổi mà lớn tuổi đã hẹp từ 50 đến 99 trăm thì người ta cũng có thể cân nhắc cái chuyện là nếu có chỉ định can thiệp nha thì là phẫu thuật thì sẽ đem lại lợi ích nhiều hơn là chúng ta đặt stem đây là khuyến cáo 1A đó, thì cái đấy là cái điểm mà chúng ta lưu ý cái khuyến cáo số uh, số 38 với những trường hợp mà bệnh nhân có chỉ định nhưng được uh, bệnh nhân hẹp động mạch cảnh có triệu chứng lâm sàng trong vòng khoảng 6 tháng đổ lại mà trẻ hơn là 7 dưới 70 tuổi thì carotid stenting là đặt stent động mạch cảnh thì có thể được cân nhắc như, như một cái phương pháp thay thế cho những cái trường hợp mà bệnh nhân với những cái nguy cơ dưới 6% cái lưu ý ở đây là bệnh nhân lớn tuổi người ta khuyên nên mổ trẻ tuổi nghĩa là dưới 70 tuổi thì có thể là can thiệp để là thay thế à, Thế còn khuyến cáo số 3 thì thôi cái này mình không nói nhưng mà những trường hợp tắc hoàn toàn hoặc là những trường hợp hẹp dưới 50 phần trăm thì cái đấy nó không có chỉ định thì đây là một cái lưu đồ để xử lý những cái trường hợp mà bệnh nhân bị đột quỵ uh, của cái khuyến cáo năm 2021 cái này thì hơi dài hơi nhiều một chút thế thì có lẽ là uh, các anh chị tôi sẽ gửi cái file này ở trên uh, ở trên cái trang uh, web của bệnh viện nhé các anh chị sẽ nghiên cứu cái này kỹ hơn tại vì nói ở đây thì nhiều khi nó rất là dài nhiều khi chúng ta sẽ nghe nó sẽ khó và cũng không thể nhớ hết được à, thế đây là khuyến cáo năm 2021 các anh chị thấy là khuyến cáo 1A này ở bệnh nhân có bệnh nhân có triệu chứng này hoặc là stroke hoặc TIA mà có hẹp từ 50 đến 90 phần 9 phần trăm nha hẹp từ 50 đến 99 trăm ở những cái mạch máu mà nuôi sợ nuôi nuôi não đấy ở trong sợ thì đầu tiên hết cái khuyến cáo này nói về vấn đề là chúng ta sử dụng chống đông thì aspirin 325 thì được chỉ định và được thích hơn là so với warfarin à, 2a đó là vấn đề là chúng ta sẽ sử dụng cái gì chúng ta sẽ sử dụng cũng là vấn đề sử dụng thuốc với những trường hợp hẹp từ 70 đến 90 phần trăm thì người ta khuyên sử dụng clopidogrel à, kết hợp với aspirin trong vòng ít nhất 90 ngày thì đây là vấn đề là khuyến cáo về vấn đề sử dụng thuốc chống tiết tập tiểu cầu để điều trị những cái trường hợp mà hẹp động mạch cảnh nặng nghĩa là ít nhất là từ 50 phần trăm mà nhiều hơn là từ 70 đến 99 phần trăm tắc rồi 100 phần trăm không cần lưu ý nữa thế đây là với những trường hợp mà bệnh nhân bị hẹp động mạch cảnh ngoài sọ hẹp động mạch cảnh ngoài sọ và có triệu chứng lâm sàng thế thì khuyến cáo 1 a là gì một a là với những trường hợp mà trong vòng 6 tháng đổ lại đây ở một bệnh nhân hẹp động mạch cảnh từ 70 đến 99 phần trăm Yeah, thì cái chỉ định mà bóc lớp trong động mạch cảnh thì là recommend hay là chúng ta khuyến cáo là nên bóc lớp trong động mạch cảnh cho những trường hợp này. vẫn cái tỷ lệ tử vong và biến chứng là dưới 6%. À cũng là một A thì ở những bệnh nhân mà bị stroke này thì chúng ta có thể chỉ định hoặc là CA hoặc là CAS nghĩa là can thiệp đặt stent hoặc là bóc lớp trong động mạch cảnh. Tùy thuộc vào gì? Ở đây tùy thuộc vào phẫu thuật viên, nghĩa là như hồi nãy mà chỗ bác sĩ Yên nói đấy tùy từng trung tâm mạnh về cái nào thì chúng ta làm cái đấy nha chúng ta thấy là là lionel messi là phải đưa quả bóng sang chân trái nếu mà còn sức thì mới sút vào goal được hết sức thì bị bóng nó trôi mất thế là cuối cùng không đi được bàn đấy thì ở đây là lưu ý nếu mà mình thuận được hai chân thì càng tốt mà nếu mà lại chơi được cả bóng bằng tay của chúa như là maradona thì còn tốt hơn đấy thì đây lưu ý đây cũng là khuyến cáo 1 a à. cái khuyến cáo 1 a à nữa theo liên quan đến vấn đề về điều trị các yếu tố nguy cơ thì đây thôi tôi cũng không nói nhiều à, đối với các bác sĩ ngoại khoa tuy nhiên là ở đây bác sĩ nội khoa rất là nhiều thì chúng ta lưu ý là gì chúng ta phải điều trị nội khoa một cách tích cực tích cực ở đây là gì phải kháng kết tập tiểu cầu kép phải hạ được cái lipid máu trong đó vai trò của statin là hết sức quan trọng chúng ta lưu ý nha chống kết tập tiểu cầu với những trường hợp đột quỵ nhiều não lớn thì có thể gây xuất huyết nhưng mà statin liều cao thì là đấy là cái chỉ định chúng ta cần phải hết sức lưu ý à, Thế còn đây cũng là cái khuyến cáo nhưng mà sang đến 2A rồi nha chúng ta thấy khuyến cáo 2A cho những trường hợp mà có triệu chứng lâm sàng nha thì chúng ta thấy là à, chúng ta lưu ý là chúng ta nên làm cho bệnh nhân trong vòng 2 tuần nha, trong vòng 2 tuần kể từ khi có triệu chứng. Ngày xưa với những trường hợp bị đột quỵ người ta khuyên phải chờ 6 tháng để xem cái não nó đỡ bị tổn thương để tránh cái hội chứng tái tưới máu nhưng bây giờ người ta thấy là chờ đợi đến 6 tuần ấy, thì có khi bệnh nhân bị đột quỵ tái phát lần 2 nó không hồi phục được cho nên với những trường hợp mà tổn thương của não không nhiều, nha, đừng có nhồi máu não quá lớn, nha, những cái mạch máu nó tương đối là, là nhỏ và cái vị trí mạch máu tổn thương là dễ can thiệp thì người ta sẽ khuyên là chúng ta tái tế máu cho bệnh nhân hoặc là bằng phẫu thuật bóc lớp trong động mạch cảnh hoặc là bằng can thiệp đặt stent động mạch. trong đó thì lưu ý là bóc lớp trong động mạch cảnh vẫn được ưa thích hơn, nha, vẫn được ưa thích hơn so với cái chuyện là bóc lướt trong động bài cảnh thế tuy nhiên thì cũng tôi nói là ưa thích đấy là với một cái trung tâm mà cả hai cái đó đều mạnh cả nghĩa là giống như Ronaldo vừa đá bóng bằng chân trái được chân phải cũng được có thể đánh đầu được nhưng mà nếu các bạn mà lại đánh tennis mà chỉ có chơi bằng tay trái thôi thì chớ có chứ có một tập mà làm luôn cả hai quả nhưng không như không phải ai cũng được như là Rafa cả thế chúng ta lưu ý cái chuyện đó thêm đấy là về vấn đề là đối với những cái trường hợp bị hẹp đồng cảnh đây là cái lưu đồ mà hồi nãy anh Tuấn Anh anh cũng có nói rồi nha thì tôi cũng chiếu lại ở đây và không trình bày thêm à, chúng ta cũng đã nắm rồi đó là về vấn đề mổ à, chúng tôi có cái câu hỏi là tiếp vào thời điểm mổ nên mổ vào thời điểm nào thì nên mổ thời điểm nào thì như hồi nãy chúng ta trình bày thì trong tất cả các khuyến cáo người ta đều khuyên là trong vòng 14 ngày Tể từ khi mà bệnh nhân có triệu chứng để tránh cái chuyện là bị tai biến ngoại trừ những trường hợp là bị bị nhồi máu não diện rộng vấn đề thứ hai là chọn lựa phương pháp phẫu thuật nào Như thì ở đây có một số câu hỏi các anh chị gửi về ở đây thì cũng có khuyến cáo hướng dẫn thì là khuyến cáo của 2017. đó thì thứ nhất đó là đối với mổ thì người ta gọi là nên mổ gây mê thì sẽ tốt hơn là mổ gây tê cái đó điểm số 1 chúng ta lưu ý ở rất nhiều trung tâm người ta có thể tiến hành gây tê cũng được nhưng gây mê thì sẽ an toàn hơn. vấn đề thứ hai đó là có thể đi đường trước động mạch cảnh đi đường sau động mạch cảnh tùy phẫu thuật viên nếu quen đi đường nào đi đường đấy. Vấn đề thứ ba đó là chọn lựa phương pháp nào bóc lớp trong động mạch cảnh kiểu lộn vỏ động mạch như anh Tuấn Anh làm cũng tốt. nha yeah. à, chúng ta cũng có thể là bóc lớp trong động cảnh kiểu kinh điển nhưng mà nếu kinh điển thì phải phục hồi với miếng bán động mạch. Đấy thì cái này cũng là khuyến cáo 1 a cho nên là hai phương pháp này đều có ưu tiên như nhau. À, vấn đề kế tiếp đó là mổ theo đường mổ bao nhiêu đường mổ dài ngắn thế nào Nhờ thì gần đây thì chúng tôi chỉ mổ rất là nhỏ bệnh nhân chỉ mổ còn khoảng 3 cm thấy có một cái phần bệnh án trình bày đó Nhờ mổ động mạch cảnh bây giờ chỉ cần 3 cm đúng ngay vào vị trí uh, của ngã ba động mạch cảnh à, chúng ta sẽ đặt cái dây lắc động mạch cảnh trong động mạch cảnh ngoài và động mạch cảnh chung chú ý là với những trường hợp sơ vữa thì khi các anh chị phẫu thuật là tránh cái chuyện là chúng ta làm À, thô bạo có thể là bong cái mảng sơ vữa nó trôi lên trên gây đột quỵ trong khi mổ à, Vấn đề thứ tư đó là à, các anh chị bảo vệ cái não như Bảo vệ não thì à, chúng tôi bảo vệ não là đều sử dụng huyết áp và không dùng sân là Đây là phẫu thuật bóc lên trong động mạch cảnh mà kiểu lộn vỏ động mạch Chúng ta cắt rời động mạch cảnh trong để chúng ta nhìn thấy là máu ở động mạch cảnh trong nó còn xuống được thì chúng ta lưu ý là tốt thứ hai đó là gì chúng tôi sử dụng heparin tại chỗ không dùng toàn thân thứ ba là các anh chị sử thao tác cho nó khéo để chúng ta bóc hết toàn bộ mảng sơ vữa chúng ta bóc hết mảng sơ vữa chúng ta thấy nếu mà đặt stent mảng sơ vữa này bị ép ra nó cũng không phải là đơn giản cho nên là nếu như mà không có cái dụng cụ bảo vệ đó chị yên nói đó có dụng cụ bảo vệ có cái filter thì cái mảng sơ vữa nó vỡ ra mà nó trôi nó tắc lên trên não là bệnh nhân bị đột quỵ do can thiệp liền cho nên là cái tỷ lệ bị đột quỵ do can thiệp thì nó cao hơn tỷ lệ đột quỵ mà do phẫu thuật là cái điểm như vậy thế còn sau đó thì chúng ta sẽ khâu phục hồi động mạch cảnh lại nha ở đây thì tôi lưu ý anh Tuấn Anh nói là kẹp động mạch cảnh 20 phút chúng ta không cần phải cố gắng để kẹp cho thật ngắn nha tại vì kẹp động mạch cảnh dưới 30 phút là ok thứ hai nữa là nếu các anh có điều kiện để theo dõi cái tưới máu não được thì quá tốt thế còn cái chuyện là chúng ta kẹp động mạch cảnh thì có sợ thiếu máu não trên não có cần phải làm siêu âm xuyên sọ hay không thì cái khuyến cáo từ năm 1991 À, thì người ta yêu cầu là bắt buộc nha phải làm siêu âm xuyên sọ đánh giá các cái nhánh thông trước thông sau thế nhưng mà đến bây giờ thì người ta không cần làm cái đấy nữa tại vì người ta thấy là không đem lại lợi ích gì cả à, chúng ta chỉ cần phẫu thuật đúng kỹ thuật bảo đảm thời gian giữ huyết áp đủ để tưới máu não đủ thì cái nguy cơ phẫu thuật nguy cơ tai biến sẽ rất là thấp à rồi à, chúng tôi xin qua cái này cái này là phẫu thuật bóc lớp trong kinh điển à rất là nhiều các cái nghiên cứu nói về so sánh giữa hai phương pháp thế tuy nhiên bây giờ thì chúng ta cũng thấy rõ là nếu mổ được thì vẫn là tốt hơn à, phương pháp phẫu thuật thì hồi nãy tôi nói rồi việc có đặt sân hay không đặt sân thì ở đây người ta khuyên là không có khuyến cáo nào về vấn đề sân cả các anh chị có thể đặt hay không đặt tùy vào cái kinh nghiệm của từng trung tâm À, chống kết tập tiểu cầu thì chúng ta lưu ý sau phẫu thuật bóc lương trong nội cảnh thì chúng ta phải sử dụng chống kết tập tiểu cầu kép ít nhất 3 tháng và sau đó sẽ phải dùng lâu dài đối với những trường hợp mà can thiệp thì các anh chị phải lốt đinh đô liều chống kết tập tiểu cầu trước 3 ngày à, khi mà chúng ta sử dụng can thiệp và sau đó cũng sẽ phải sử dụng lâu dài à, à, một cái vấn đề kế tiếp mà chúng ta cũng phải lưu ý nhau không à, lưu ý tiếp à, đó là là về kinh nghiệm của từng trung tâm, cái flow của từng trung tâm nó rất là quan trọng. Trung tâm nào làm nhiều thì đương nhiên kinh nghiệm nhiều. Chỗ của anh Tuấn Anh đã mổ được 75 trường hợp, thế cũng là một cái trung tâm có kinh nghiệm. Thì đây là cái thống kê ở Bệnh viện Thống Nhất. Hiện tại thì chúng tôi mổ cỡ vào khoảng 1.500 trường hợp. Đây là cái thống kê cách đây 2 năm là 1.200 trường hợp. Thế thì chúng tôi thấy là đây là cái là bệnh nhân có rất là nhiều, bệnh nhân có triệu chứng, tỷ lệ có triệu chứng, KIA là 21% có đột quỵ là lên đến à, khoảng chừng hơn 60 phần trăm số còn lại là không có triệu chứng thì lưu ý không có triệu chứng nếu hẹp trên 70 phần trăm thì chúng ta vẫn khuyến cáo mổ cho bệnh nhân sớm Đó, còn à, khi mà phẫu thuật thì chúng ta có thể chọn lựa một trong các phương pháp à, mổ kinh điển bóc ngược dòng hoặc là đặt ống ghép tùy thuộc cái tổn thương của mạch máu thế thời gian phẫu thuật tỷ lệ tử vong như thế nào đây là cái thống kê 1 200 trường hợp thì tỷ lệ tử vong ở cái nhóm này là 0,25% tỷ lệ bị đột quỵ trong vòng 30 ngày là 0,5%, xuất huyết não có một trường uh, hợp uh, 0,08%. Uh, chúng ta thấy là cái tỷ lệ đột quỵ, tỷ lệ tử vong liên quan đến cái chuyện này là thấp. Uh, vấn đề thứ ba nữa là vấn đề rất quan tâm là cái hẹp tái phát. Thế thì đối với hẹp tái phát thì người ta thấy là bóc lớp trong động mạch cảnh thì có tỷ lệ hẹp tái phát thấp hơn hẳn so với đặt stent. Uh, tỷ lệ phải đặt stent và can thiệp lại cho những trường hợp mà stent động mạch cảnh cao hơn hẳn thì ở đây là cái theo dõi 1.200 trường hợp thì cho đến thời điểm 5 năm nghĩa là 60 tuần uh, 60 tháng của chúng tôi là chỉ có 10% bệnh nhân là bị tử vong 90% vẫn còn sống trong số những bệnh nhân vẫn còn sống đó thì cái tỷ lệ bị hẹp tái phát là khoảng chừng 0,8% thôi chỉ có khoảng 8% thế còn 92% là bệnh nhân không có hẹp tái phát chúng tôi đánh giá là hẹp tái phát khi mà hẹp của cái động mạch cảnh bên chúng tôi phẫu thuật trên 50% thì chúng tôi đánh giá là hẹp tái phát còn nếu hẹp dưới 50% thì chúng tôi coi như đấy là một cái hẹp thông thường. Tại vì dưới 50% thì chúng ta không có khuyến cáo là cần phải phục hồi lưu thông mạch. Thì đấy là là những cái điểm liên quan đến vấn đề điều trị của hẹp động mạch cảnh và động mạch đốt sống. Ở trong đó động mạch cảnh thì gặp nhiều hơn, đơn giản hơn nhưng hẹp động mạch đốt sống thì gặp ít nhưng lại xử trí khó khăn, tỷ lệ tử vong cao và vai trò của can thiệp đối với động mạch đốt sống thì cao hơn rất nhiều so với hẹp động mạch cảnh và để có thể chúng ta chọn lựa cái phương pháp điều trị tốt thì điểm số 1 đó tôi hết sức lưu ý đó là chúng ta phải hỏi lâm sàng thật là kỹ lưỡng trong đó các cái triệu chứng liên quan đến thiếu máu não thì vai trò của bác sĩ thần kinh là chúng ta biết triệu chứng nào là thiếu máu não triệu chứng nào là tiền đình triệu chứng nào là liên quan đến chuyện viêm xoang viêm sủng các thứ nên chúng ta nhầm lẫn là không được thứ hai là chẩn đoán mức độ hẹp thì vai trò của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh trong đó có siêu âm trong đó có CT trong đó có MRI à, trong đó thì chúng tôi phải lưu ý là siêu âm và CTA là quan trọng nhất để chúng ta đánh giá hẹp động mạch cảnh ngoài sọ và trong sọ à, chụp BSA chỉ được chỉ định trong trường hợp mà giữa siêu âm với CT có những cái sự khác biệt hoặc là có khác biệt với cả MRI thì chúng ta sẽ cần phải chụp x-quang động mạch để chúng ta xác định chính xác cái thương tổn hoặc là những vị trí khó. Thứ ba nữa là chụp mạch thì thông thường sẽ đi kèm với chuyện là chúng ta dự kiến sẽ can thiệp. Cho những trường hợp dự kiến can thiệp thì chúng ta mới chụp DSA động mạch cảnh, động mạch đốt sống để chúng ta có cái xử lý luôn. Đấy, còn vấn đề cuối cùng đó là vấn đề về các cái phòng ngừa nguyên phát. Đó. Thì cái này thì nó không có nội dung trong cái bài ngày hôm nay. Tuy nhiên cũng phải nhắc cũng trở lại đó là vấn đề thói sống, thói quen sống vấn đề tăng vận động vấn đề giảm cân vấn đề kiểm soát tốt mỡ máu rồi kiểm soát tốt vấn đề là huyết áp kiểm soát tốt tiểu đường đấy không? thì đấy là những cái chuyện mà hết sức cần phải lưu ý còn các cái chỉ định về các cái thuốc chống kết tập tiểu cầu thì nó đều phải dùng đúng theo chỉ định hiện nay thì có những cái chuyện là lạm dụng thuốc chống kết tập cầu rất là nhiều hơi sơ vữa một tí là cứ thế là chloridogen mà uống từ đầu đến cuối uống từ năm này sang tháng kia thì cái đấy là cái chuyện là chúng ta cũng cần phải hết sức lưu ý